Xin chào, các bạn đang đến với câu chuyện Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, tập 17. Sắc trời cũng tối dần, căn phòng không bật đèn trông thật mờ tối. Ngồi trước bàn đọc sách rộng lớn, khe đồng như bị rút mất linh hồn, môi mím chặt, nước mắt rơi xuống lại dùng sức lau, lau tới nỗi da ửng đỏ. Lá thư mỏng manh nằm trên bàn, nhẹ nhàng tới mức gió thổi qua sẽ rơi xuống đất. Xong nội dung trong thư hệt như là đá tảng, đập cầu vỡ thành từng mảnh vụn. Thư là của mẹ cầu viết cho Lộ Nhược Bồi. Nhược Bồi, lẽ ra em định chờ tới ngày sinh nhật, dự tính mới viết lá thư này. Nhưng gần đây tay chân em bắt đầu sưng phù, em sợ tới lúc đó chứ sẽ xấu lắm. Ngày nào anh cũng sợ em mệt, thật ra em rảnh rang phát sợ. Lúc tàn bộ trong vườn hoa, lúc ngủ trưa tỉnh lại, lúc gió ngoài trời bắt đầu thổi, em lại nghĩ lúc trước mình giữ lại đứa bé này có phải là sai lầm không? Thế nhưng lúc nó đá bụng em sẽ bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Đồng thời cảm thấy mình có cục cưng đáng yêu, nhất khỏe mạnh nhất trên đời này. Thời gian trôi qua nhanh thật, hồi đại học chúng ta là bạn thân nhất, chẳng giấu nhau điều gì. Lời đồn thổi bay khắp học viện, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn vững bền như trước. Nhiều người cứ hỏi em, vì sao ư? Bởi vì anh không yêu em, anh cũng sẽ không yêu em. Hơn cả tiếc nuối, em thấy mừng lắm, mừng vì anh thẳng thắn nói cho em biết tính hướng của mình, chứng tỏ anh rất tin tưởng em. Sau này chúng ta tốt nghiệp, em đến thành phố khác phát triển, còn anh tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ. Anh là một người đàn ông ưu tú tột bậc, bình tĩnh, thông minh, giỏi về phân tích. Hiếm thấy nhất chính là anh rất thiện lương. Vài năm sau gặp lại, anh chín chắn hơn xưa nhiều. Có lẽ quan trường khiến anh không thể trông trưởng thành nhanh. Em hỏi như đùa rằng, anh có bạn đời chưa? Anh nói chưa có, còn làm bộ nghiêm túc cảnh cáo em, rằng người duy nhất biết chuyện là em phải giữ kín bí mật. Giây phút đấy em đau lòng lắm, bởi vì anh sống mới cô độc làm sao? Nhược Bồi, em đưa con cho anh được không? Em cứ nhớ mãi phản ứng của anh khi nghe xong câu này. Anh hơi ngẩn ra, em vỗ bụng dưới nói, chỗ này có một cục cưng 4 tuần tuổi, mẹ nó bị một tên khốn kiếp bỏ rơi. Em chưa bao giờ thấy anh giận như thế, còn muốn kéo em đi tìm tên khốn kiếp đó. Em cười ha ha, bưng mặt nói, ra khơi cứu viện chết đuối. Anh nói xem, xui quẩy không? Sau này con em phải tránh xa nước một chút, không được học bơi luôn, chết đuối toàn là người biết bơi. Rồi anh nói rằng anh sẽ chăm sóc mẹ con em như người nhà vậy. Da mặt của em thực sự rất dày, em nói như đang buôn bán vậy. Chúng ta kết hôn đi, lỡ bị người khác gì nghỉ, hơn nữa sau này anh sẽ không còn một thân một mình, già rồi cũng có con phụng dưỡng cho anh. Như vậy con em cũng có ba thương, vẹn cả đôi đường. Anh nói đầu óc em hỏng rồi, em nói em còn trẻ, có thể tìm một người yêu mới. Em tìm cái gì nha, em chỉ muốn tìm người cha đáng tin cậy cho cục cưng. Em vẫn cười hớn hở, nhìn anh rồi nói, anh quên rồi sao, tìm em không tốt, sinh con chẳng khác nào, nó không có em. Rốt cuộc anh có muốn con không? Không muốn thì em tới chỗ khác hỏi đó. Em không thể nào quên được ánh mắt khi đó của anh, kinh ngạc và tức giận, sau đó là bất đắc dĩ và đau lòng. Cần gì phải rong dài thế, dù sao mai này chúng ta cũng kết hôn, em sống cuộc sống hạnh phúc của em, còn anh có cuộc sống hạnh phúc của anh. Chỉ là anh thường len lén thở dài, có gì để thở dài đâu anh. Mỗi người có quyền chọn điều mình muốn làm, cho dù phải trả giá đắt cũng chẳng có gì hối hận. Bởi vì điều em quan trọng nhất là cục cưng nên đặt tên gì. Em nói theo họ anh nói theo họ em, hay là cứ nghe em, theo họ Lộ đi. Bởi vì tương lai sau này là cha con anh cùng bước tiếp. Tên còn phải có chữ mộc bên cạnh, hy vọng cục cưng sẽ sinh trưởng như cây cối, cứng cáp mà tràn đầy sức sống. Nếu là con gái hẳn sẽ rất ngoan ngoãn, nếu là con trai thì tiêu rồi, con trai giống mẹ, đoán chừng nó sẽ không chịu nghe lời mà còn thích nghịch ngợm như em. Không sao cả, anh cứ dùng sức mà đánh, đừng nương tay. Mệt mỏi quá, viết nhiều đây thôi, kết thúc thế nào nhỉ? Chúc anh thăng quan phát tài, nói đùa đó.
Lộ Nhược Bội, hôn nhân của chúng ta sẽ phần nào bảo vệ cho anh. Hy vọng dưới lớp bảo vệ ấy, anh sẽ có được cuộc sống thoải mái hơn. Tìm được người mình yêu trong hàng nghìn hàng vạn người là điều vô cùng khó khăn. Với anh có lẽ càng khó khăn hơn, nhưng em chúc anh sẽ tìm được người nào đó sâu cho muộn cớ nào. Khả Phạm mãi mãi ủng hộ anh. Khả Phạm trong hình xinh đẹp rạng người, sáng cười cũng rạng rỡ. Khả Đồng gấp thư lại, cất mọi thứ vào chỗ cũ. Cậu đi ra ngoài, mỗi một bước đều loạng choạng. Đưa con cho anh được không? Cậu vốn không phải là con của Lộ Nhược Bội. Lộ Nhược Bội cũng không có lỗi với mẹ cậu. Trời tối rồi, Lộ Nhược Bội đã tỉnh lại chưa? Chân này đá chân nọ, Lộ Khả Đồng xuống lầu chạy ra khỏi căn phòng tăm tối. Một mạch chạy tới đầu đường thì mới ngừng lại. Phí Nguyên đâu rồi? Cậu muốn Phí Nguyên ôm mình một cái. Giờ cơm tối, nhà nhà đều đóng cửa ăn cơm, ấm áp biết mấy. Tối nay Lâm Du Châu không bận bịu trong phòng bếp như mọi khi, mà ngồi yên trên ghế sofa trong phòng khách, lẳng lặng lắng nghe tiếng đánh chửi trong phòng ngủ. Phí Đắc Can bị đình chức, nếu chuyện hai đứa nhóc vẫn không giải quyết, tiếp theo sẽ tới lượt bà. Với họ mà nói, công việc cũng chẳng có gì quá quan trọng. Người hơn mấy chục tuổi sẽ không chết đói, nhưng Phí Nguyên thì khác. Nếu đối phương không để yên cho Phí Nguyên học tiếp thì tính sao đây? Lần trước bà ngăn Phí Đắc An, lần này bà mặc kệ. Trong phòng ngủ, Phí Nguyên quỳ dưới đất, ấn đầu gối vừa lành lại. Vai và sau lưng có một mảng dấu chân, trên dấu chân là vết máu đỏ thấm. Phí Đắc An ném gậy bóng chảy đã biến dạng xuống đất quát. Mẹ kiếp, mày nói coi. Được, con nói. Phí Nguyên loạn choạng đứng lên. Bà liên lụy đến ba mẹ là lỗi của con, là con không biết tốt xấu. Dứt lời mũi nóng lên, có máu chảy xuống. Tao hỏi mày một câu thôi, mày với thằng nhóc kia có chia tay không? Máu trong mũi của Phí Nguyên càng chảy càng xối xả, nhuộm đỏ cả bàn tay. Phí Đắc An đứng sau đẩy Phí Nguyên ra sân cửa. Đáy bồn rửa chuyển sang màu đỏ. Lâm Dù Châu bị dọa sợ đứng bên cạnh, ấn sau tai của Phí Nguyên. Ông có biết nặng nhẹ không? Có giỏi đánh chết nó luôn đi. Máu từ từ ngưng chảy. Phí Đắc An lặp lại. Mày với thằng nhóc kia có chia tay không? Phí Nguyên nắm cánh tay Lâm Du Châu, chậm rãi quỳ xuống đất, giọng khàn đặc. Ba, mẹ, con thích cái mấy lắm, biết làm thế nào đây? Mày thích nó, thích tới mức ba mẹ mày đều thất nghiệp. Được, ba mẹ mày không tiếc gì với mày, nhưng nếu ngay cả học cũng không học được tiếp, thì sau này tính sao đây? Phí Đắc An giận dữ, hai người thất nghiệp là chuyện nhỏ, ông lăn lộn hơn nửa đời người chẳng án gì ai. Lần này chịu uất ức như thế là vì sao? Là vì sợ hủy hoại tương lai của Phí Nguyên. Còn trẻ coi trọng tình yêu ông cũng hiểu, ông cũng từng không biết tốt xấu, nhưng lần này thì khác, chấp nhất thì có lợi ích gì? Hai đứa con trai làm gì có tương lai? Dưới bóng râm ngoài cửa sổ, Khả Đồng ôm đầu gối run cầm cập. Cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào những người, nhưng vẫn thấy lạnh toát. Mỗi một tiếng động trong sân hệt như một chậu nước lạnh rồi cậu từ đầu tới chân. Có lẽ từ trước tới nay, Phí Nguyên khiến cậu ỷ lại quá nhiều. Bây giờ liên lụy tới Phí Nguyên, cậu mới hiểu. Lẽ ra mình nên chịu thua từ sớm, sao mình có thể xem Phí Nguyên như vũ khí chọc tức Lộ Nhược Bội chứ? Ngay từ đầu mình đã sai rồi. Rõ ràng Phí Nguyên chính là nhược điểm và chỗ yếu hại của mình. Chống cửa chậm rãi đứng dậy, Khả Đồng đi ra đầu hẻm, bước chân nàng trịch như giẫm phải mũi đao. Lộ Nhược Bội uy hiếp ba mẹ của Phí Nguyên hay là bày mưu kế cho cấp dưới đi làm? Cậu đã không còn cách nào suy nghĩ tiếp. Cậu chỉ muốn bảo vệ Phí Nguyên, không còn sức chú ý tới việc khác. Mới vẹn vẹn vài tiếng đồng hồ mà cảm giác như chết hai lần. Khả Đồng lại về tới phòng bệnh, dọa ôn ngưng giật cả mình. Lô lô, sao con lại tới đây? Có phải có chuyện gì không? Khả Đồng lắc đầu, nằm sấp bên giường. Lộ Nhược Bội cả đêm không nhúc nhích, cũng chẳng nói tiếng nào. Tiếng động trong sân không nhỏ, Thẩm Đa Ý chạy ra khỏi nhà chỉ thấy Phí Nguyên quỳ rạp dưới đất. Sợ Phí Đắc An lại đánh nữa lên vội vàng đỡ âm thầm đi ra. Phí Nguyên bị thương nặng, đi đứng cũng gặp vấn đề. Gì, chúng ta tới bệnh viện được không? Thẩm Đa Ý đỡ Phí Nguyên trở vào nhà, Lâm Du Châu đi theo sau.
lưng chẳng chịt vết thương, Phí Nguyên chỉ có thể nằm nghiêng miệng nói: "Con không sao." Lầm dù cho bật khóc: "Có đau không? Mày tưởng ba mày không đau sao? Lần đó đánh mày, ông khó chịu mất ngủ cả đêm." "Con biết." Phí Nguyên nhếch miệng cười một tiếng: "Đều tại con." Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đa Ý được Phí Nguyên tới bệnh viện. Phí Nguyên mặc quần dài và áo khoác, bề ngoài không nhìn thấy gì. Bệnh viện chỗ nào cũng có người đứng xếp hàng đông nghìn nghịt. Ngồi trong phòng bệnh cả đêm hơi ngột ngạt, Ôn Ngưng xuống lầu ngồi ghế hít thở không khí. Lúc về để cho gần nên băng qua lầu tòa khám bệnh, đại sảnh chật kín người. Khi đi ngang qua chỗ trả phí, cô chợt nghe có người hỏi: "Phí Nguyên, mật mã thẻ bảo hiểm y tế nhà cậu là bao nhiêu?" Cả người đầy vết thương, Phí Nguyên đứng ngoài người hành lang, người định bước lên trước bị cản lại. Đối phương hỏi: "Xin hỏi, con có phải Phí Nguyên không? Dì là mẹ của Lô Lô." "Chào dì." Lần đầu tiên gặp Ôn Ngưng, Phí Nguyên cảm thấy hơi chật vật. Ôn Ngưng phẩy tay với Thẩm Đa Ý nói: "Ở đây đông người quá, hai đứa muốn làm kiểm tra hay làm gì, dì dẫn hai đứa đi." Khả Đồng thức trắng cả đêm, cậu nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ tới đau cả đầu. Lộ Nhược Bồi không phải là ba ruột của cậu mà vẫn đối xử với cậu tốt như thế, còn bị cậu hiểu lầm. Còn Phí Nguyên nữa, không biết vết thương của Phí Nguyên sao rồi. Chú có còn giận không? Công việc gì có bị ảnh hưởng không? Cậu nhẹ nhàng nắm ngón tay của Lộ Nhược Bồi, ngẩng đầu nhìn mặt Lộ Nhược Bồi, dường như trông thấy lông mi của ông dần dật. "Ba ơi." Khả Đồng đứng lên, miệng không ngừng gọi. Lộ Nhược Bồi đột nhiên, ngón tay cậu đang nắm, khẽ nhúc nhích. Khả Đồng chạy ra cửa hô to: "Bác sĩ, bác sĩ, ba con tỉnh rồi." Ôn Ngừng dẫn Phí Nguyên lên lầu, đang nhắn nhủ với một cô y tá, chuẩn bị bảo y tá dẫn đi cho nhanh. Đang nói, Phí Nguyên bất chợt lên tiếng: "Hình như con nghe giọng của Lô Lô." Ôn Ngừng sửng sốt: "Gì không nghe thấy?" Vừa dứt lời, cảnh sát vũ trang trực nhiệm vụ và y tá trưởng chạy tới. "Cô Lộ, bệnh nhân tỉnh rồi." Bác sĩ kiểm tra xong rồi ra ngoài, Khe Đồng bấu chặt tấm chăn, mũi cay xè bắt đầu rơi nước mắt. "Sao giờ ba mới tỉnh?" Đột nhiên cậu không muốn hỏi chuyện lá thư nữa. Lộ Nhược Bồi thà hiểu lầm cũng không muốn cậu biết mình là cô nhi, vậy cậu sẽ giả vờ không biết. Hôn chi cậu đâu phải cô nhi, làm gì có cô nhi nào hạnh phúc như cậu. Cậu có ba mà, Lộ Nhược Bồi là ba cậu, mãi mãi. "Ba nghe được con nói gì không?" Thấy Lộ Nhược Bồi chớp mắt, Lộ Khả Đồng nói tiếp: "Ba, con xin lỗi. Trước đây con đáng ghét như vậy, sao ba không đánh con? Bây giờ ba muốn đánh cũng hết nhúc nhích được rồi. Lúc con kiếm chuyện gây sự, lúc con hiểu lầm ba, sao ba không bỏ con cho rồi đi?" Lộ Khả Đồng nghẹn ngào nói thật nhiều lời lộn xộn, lúc thì nhận mình sai, lúc thì cam đoan hứa hẹn. Cuối cùng cậu cúi đầu, nhớ tới Phí Nguyên thương tích đầy mình. Cậu phải cầu xin Lộ Nhược Bồi về chuyện công việc của Phí Đắc An, nhưng cậu cũng hiểu điều kiện là cậu phải phục tùng. Và lại cậu không dám trái lời Lộ Nhược Bồi nữa, cậu không thể để Lộ Nhược Bồi chịu bất luận kích thích nào. "Ba ơi." Đôi môi run rẩy dường như lạnh tới run người, Khả Đồng nói nhỏ: "Ba, lúc đầu con quen với Phí Nguyên là vì chọc tức ba. Con nhìn thấy ba với chú Dương nên muốn tìm bạn trai chọc tức ba. Sở dĩ chọn anh ấy là vì anh ấy đánh Khu Nhi. Tất cả là do con xấu tính, anh ấy không biết gì hết. Sau đó ba ly hôn với mẹ, con buồn lòng bảo anh ấy tới đón con. Thấy xe của ba nên cố ý hôn anh ấy cho ba thấy. Cũng là con lợi dụng anh ấy chọc tức ba. Nhưng mà con thực sự thích anh ấy. Trong lòng con, anh ấy lợi hại nhất. Bị thương chút xíu thôi, lòng con cũng tan nát." Lộ Khe Đồng cúi đầu, cầu tiếp theo đứt gãy trong tiếng khóc. "Lộ Lộ." Ôn Ngưng đứng ở cửa gọi cậu một tiếng rồi là bị cắt ngang. Phí Nguyên đứng sau mặt không biểu cảm. "Lộ Khe Đồng, em nghiêm túc đấy hả?" Khe Đồng lập tức cứng đờ, xoay người lại chỉ thấy Phí Nguyên đang lạnh lùng nhìn mình. Cậu không trả lời, ánh nhìn của Phí Nguyên từ trên đầu xuống dưới thật nhiều lần muốn hỏi: "Vết thương của anh còn đau không?" Phí Nguyên lại mở miệng lần nữa: "Khả Đồng, nói đi." Lộ Khả Đồng chớp mắt, nước mắt từ cằm rơi xuống đất. "Những gì em nói đều là sự thật."
Cuối cùng chuyện này vẫn bị phát hiện. Kha Đồng cho rằng Phí Nguyên sẽ không bao giờ biết, cậu bằng lòng sống trong hoang mang và chột dạ, chứ không muốn Phí Nguyên xem thường tình cảm của mình. Phí Nguyên còn tin tưởng tình cảm của cậu không? Cậu không có lòng tin, thậm chí từng nghĩ cho dù ngày nào đó mình và Phí Nguyên chia tay, nhưng bí mật này cũng phải vĩnh viễn thối rữa trong bụng mình. Vậy thì mỗi khi nghĩ tới cậu, Phí Nguyên chỉ hoài niệm quãng thời gian tươi đẹp nhất của cả hai. Lô Lô, em có thích anh không? Mục đích ban đầu của em không thuần khiết, vậy sau đó em có thích anh không? Lúc em lợi dụng anh, em có thích anh không? Phí Nguyên nhìn chằm chằm Kha Đồng, đột nhiên cảm thấy những vết thương trên người chẳng còn cảm giác gì nữa. Người ngoài ép buộc chia rẽ can ngăn, đau cách mấy thì cũng chỉ là vết thương ngoài da. Còn những lời thốt ra từ miệng Kha Đồng sẽ biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn và kịch độc giết chết trái tim mình. Nhưng Phí Nguyên muốn cho Kha Đồng một cơ hội nữa. Vì sao? Bởi vì lúc bị đánh tới thương tích đầy mình, cậu chọn cách quỳ xuống nói còn thích em ấy lắm, biết làm thế nào đây? Phí Nguyên nhẹ giọng hỏi, chúng ta phải chia tay sao? Kha Đồng hoảng sợ hít một hơi, hai chân mềm nhũn khó mà đứng thẳng, cậu lặp lại, chúng ta phải chia tay sao? Lộ Nhược Bồi nằm trên giường bệnh, Phí Nguyên đứng ở đằng kia, thế này chẳng khác nào bắt cậu chọn một trong hai. Lộ Nhược Bồi mới vừa tỉnh lại, không thể chịu bất cứ kích thích nào, huống chi cậu vẫn còn nhớ những lời Phí Đắc A nói. Sau một thoáng lặng im, Phí Nguyên cười khẽ một tiếng, để anh chọn giúp. Dứt lời, Phí Nguyên bước đi không quay đầu lại. Ánh mắt dài ra, Lộ Kha Đồng bàng hoàng nhìn cửa. Cậu thử đi tới nhưng bước chân lảo đảo ngã phịch xuống đất, vệt nước mắt lấm lem trên gương mặt tái nhợt, môi mấp máy không phát ra được tiếng nào. Em làm sai chuyện gì, anh cũng tha thứ cho em được không? Vậy xem phần may của em đã. Làm cho em một hệ thống tích điểm, bình thường biểu hiện tốt thì tích 5 điểm, nghịch ngợm thì trừ 5 điểm, phạm lỗi lớn trừ 5 điểm. Chỉ cần điểm không bị âm thì em sẽ an toàn. Nếu em phát hiện em nói dối, anh có chia tay với em không? Nghĩ hay nhỉ, em xấu tính như thế chia tay được một ngày chắc quẩy banh thế giới quá, mắc công anh đang sống yên ổn bị lôi ra đánh. Hai mắt của Kha Đồng ngấn nước, chỉ lo nhìn về phía cửa, ấp úng gọi tên Phí Nguyên. Tất cả đã về số không, Phí Nguyên sẽ không để ý tới người xấu tính như cậu nữa. Cậu bụm mặt phát ra một tiếng kêu khẽ, giống như thú con sắp chết. Lúc gần tới cửa phòng bệnh, Dương Việt Ngôn lướt qua hai cậu con trai, không khỏi khó hiểu tại sao đối phương lại đi ra từ phòng bệnh của Lộ Nhược Bồi. Vào cửa thấy phòng khách không có ai, cửa phòng mở rộng, tới gần lại nghe được tiếng khóc. Lòng của Dương Việt Ngôn cũng trùng xuống, sợ rằng tình trạng của Lộ Nhược Bồi không ổn. Lộ Kha Đồng còn quỳ xuống dưới đất, ổn ngừng khom lưng kéo cánh tay cậu nói, Lộ Lộ, đứng lên trước được không con, đừng quỳ. Cô thực sự không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng càng không ngờ, Lộ Lộ sẽ đau lòng tới vậy. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Việt Ngôn lập tức nhìn về phía Lộ Nhược Bồi, phát hiện Lộ Nhược Bồi đã tỉnh thì đi tới bên giường mừng rỡ nói, anh vừa tỉnh hả? Cảm giác thế nào? Lộ Nhược Bồi vẫn chưa trả lời được, Dương Việt Ngôn lại nhìn sang Lộ Kha Đồng và ôn ngưng. Tuy rằng không tiện hỏi nhiều, nhưng cũng đoán được đại khái, bèn nói, để chú trông chừng cho, Lộ Lộ ra phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, thân thể nhỏ nhắn này làm sao mà chịu nổi. Kha Đồng được đỡ dậy, cậu quay đầu nhìn Lược Bồi. Ba, Dương Việt Ngôn thở dài nói, đừng lo, nghỉ ngơi một lát rồi quay lại với ba con không chạy được đâu. Lộ Nhược Bồi chậm rãi chớp mắt, ra khỏi phòng trong, ổn ngừng đi vắt khăn nóng lau mặt cho Lộ Kha Đồng. Cậu đờ đẫn tựa vào tường, đờ đẫn một hồi rồi lại rơi nước mắt. Cậu không chọn Phí Nguyên đi mất rồi. Em có thích anh không? Chúng ta phải chia tay sao? Trong lòng tắc nghẹn, Kha Đồng lau nước mắt lấm lem chạy ra khỏi phòng bệnh. Hành lang trống rỗng không có bệnh nhân và người nhà nào khác. Cậu chạy tới lúc khúc quanh thì mới trông thấy Thẩm Đa Ý đang đỡ Phí Nguyên chuẩn bị vào thang máy. Lộ Kha Đồng kìa! Ấn nút tầng trệt xong, Thẩm Đa Ý ngước mắt nhìn thấy Kha Đồng. Cửa thang máy từ từ khép lại, Thẩm Đa Ý định bấm nút mở cửa thì bị Phí Nguyên đập rớt tay.
Cuối cùng Kha Đồng chạy tới cửa thang máy gọi một tiếng: "Anh Đại." Trước tầm nhìn càng lúc càng hẹp dần, hai người không dừng lại mà rời bệnh viện đón taxi về thẳng nhà. Phí Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói chẳng rằng, Thẩm Đại cũng chỉ biết im lặng. Sau khi xuống xe ở đường Lá Thu, hai người lại tới phòng khám công cộng kia. Phí Nguyên cởi áo khoác và áo thun để lộ tấm lưng chẳng chịt vết thương. Bác sĩ vừa xử lý vừa suýt xoa đoán chừng bị giả sử. Thẩm Đại sán ống quần của Phí Nguyên lên, vết thương càng nặng thêm trên đầu gối thực sự không nhìn nổi. Mai mốt cậu ấy còn tới không? Phí Nguyên liếc Thẩm Đại nói, cậu quan tâm nhiều thế, còn tới làm gì nữa? Xử lý xong lấy chút thuốc, hai người chậm rãi đi về nhà. Nhớ tới chuyện lần trước ở Quốc Tân, Thẩm Đại ý do sự vài lần rồi mở miệng. Cậu ấy vừa nhiều chuyện vừa không biết giữ miệng, nhưng chuyện của mình cậu ấy vẫn có thể giữ kín được, thế thì làm sao lại chịu nói bí mật trong lòng mình? Cậu muốn nói gì? Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ tâm, chỉ là không thể nói thôi. Chân quá đau, Phí Nguyên sơ tưởng đứng lại, có hay không cũng được. Bước lên trước hai bước rồi rú mắt xuống. Huống hồ tôi đã cho em mấy cơ hội, em ấy không chọn tôi. Nhìn từ xa thì đã thấy Phi Đắc Can đứng ở cửa sân, coi bộ không yên tâm nên ra chờ. Phí Nguyên nén đau không ngừng bước đi tới, đứng trên bậc tăng cấp nói, chia rồi. Trần Châu Tím còn đặt trước gốc cây, người đẹp mùa đông còn đặt trên bệ cửa sổ, phép sư đen vẫn đặt dưới đèn sàn, sợi leo tình yêu vẫn còn lẳng lặng trên bàn. Thật ra chẳng có gì thay đổi, chỉ là hai người chia tay rồi. Mấy ngày nay các chuyên gia trong bệnh viện thuộc top 3 toàn thành phố chẳng làm việc gì khác, chỉ miệt mài khám bệnh nghiên cứu. Bây giờ Lộ Nhược Bồi đã tỉnh, bọn họ lại bắt đầu thảo luận về giai đoạn mới. Lộ Khả Đồng canh chừng bên giường, mắt vừa sưng vừa đỏ, bệnh viêm mũi của cậu lại tái phát, cứ sụt xịt nghẹn mái. Lộ Nhược Bồi tỉnh được một hồi thì lại ngủ, Khả Đồng sợ không dám rời khỏi nửa bước. Do việc bề bộn nhiều, mỗi lần tới thăm Dương Việt Ngôn không thể lán lại lâu, chỉ nói, cơ thể ba con còn phải nghỉ ngơi nhiều, nên mới ngủ tiếp thôi, đừng lo. Lộ Khả Đồng cũng gật đầu, cảm ơn chú. Không có gì. Dương Việt Ngôn chỉ giường sofa bên cạnh cửa sổ nói, mệt thì ngủ một giấc đi, mẹ con nói hai ngày nay con không ngủ rồi. Nói xong thấy Kha Đồng vẫn không nhúc nhích, Dương Việt Ngôn bèn hỏi tiếp, nếu không mệt thì thôi, vậy con có thể nói cho chú nghe tại sao con khóc không? Kha Đồng ngồi thẳng lưng lên, sau đó đặt lại nằm sấp bên giường, như thể bị rút mất hồn phách mà gân cốt. Cậu lẩm bẩm kể nguyên nhân, cuối cùng là nhìn không được lại òa khóc. Nghe hết đầu đuôi, Dương Việt Ngôn nói, con nói con sợ cậu bạn kia bị ảnh hưởng việc học, công việc của ba mẹ cậu ta cũng bị liên lụy, nhưng chú cảm thấy ba con không phải hàng người sẽ làm như thế. Kha Đồng nghẹn ngào, nhưng mà ba anh ấy bị đình chỉ chức rồi, đã vậy anh ấy còn bị đánh tơi tả, con không biết phải làm sao bây giờ, con cũng không thể làm ba con buồn lòng nữa. Không có gì, đừng khóc, Việt Ngôn an ủi, chờ ba con khỏe lại rồi bàn tiếp, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sẽ giải quyết ư? Có lẽ công việc của Phí Đắc Can sẽ được giải quyết, Lộ Nhược Bồi cũng sẽ từ từ khỏe mạnh như xưa, nhưng Phí Nguyên sẽ không cần cậu nữa. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại chính là lời tạm biệt không còn gặp lại sau này. Dương Việt Ngôn đi rồi, Kha Đồng ngồi một mình trông chừng Lộ Nhược Bồi, lông mi trên đôi mắt đỏ hoe cũng ướt nhẹp. Cậu thỏ tay vào túi áo lấy sợi dây chuyền ra, nhắm mắt nhớ lại lá thư ấy. Kha Phạm nói cậu là cục cưng khỏe mạnh nhất, đáng yêu nhất trên đời này. Sự tồn tại của cậu là do Kha Phạm dùng mạng mình mà đánh đổi. Dây chuyền siết chặt trong lòng bàn tay. Mẹ, có phải mẹ thất vọng với con lắm không? Giờ cơm tối, Lộ Nhược Bồi tỉnh lại lần nữa, cảm giác được có mái tóc xù cà cà tay mình. Lộ Khả Đồng nằm sấp bên giường ngủ gật, chỗ đuôi mắt phấn còn vệt nước đã khô. Tiếp theo có vài bác sĩ tới xem, Lộ Nhược Bồi nói bằng giọng suy yếu, đừng đánh thức nó. Chờ bác sĩ đi rồi, Ôn Ngưng dọn chén đồ ăn cơm cười nói, nó mà ngủ là y như chết, lần này hai ngày một đêm không chợp mắt, chắc gọi cũng không tỉnh quá. Ai ngờ vừa dứt lời không bao lâu, đã thấy Kha Đồng cửa. Anh Đại.
Cậu ậm ừ nói mớ, hồi lâu sau vẫn không tỉnh, nhưng khóe mắt lại chảy một giọt nước, ổn ngừng lấy khăn giấy lau cho khe đồng lắp vài câu. Lộ lộ, lên giường ngủ đi, tỉnh nào con. Khe đồng mở mắt ra vẫn còn nói mớ. Phí Nguyên đâu? Ổn ngừng không biết nên nói gì cho phải, bèn xoa đầu cậu như trấn an, nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh. Khe đồng vội vàng nhìn về phía Lộ Nhược Bồi. Ba, ba tỉnh rồi, ba cảm thấy thế nào? Trong mũi còn cắm ống dẫn khí oxy, Lộ Nhược Bồi nói, không có gì, ăn cơm đi. Mùa hè gần 8 giờ trời mới tối, tan tầm xong Lâm Du Châu bù đầu trong phòng bếp, nấu toàn những món Phí Nguyên thích ăn. Phí Đắc An vốn dĩ đang ngồi trên sofa xem tivi, nhưng cách 1-2 phút lại đứng lên đi lòng vòng trong phòng, tivi chiếu cái gì cũng chẳng quan tâm. Lâm Du Châu bưng thức ăn trên bàn nói, ông có thấy phiền không? Muốn vào xem thì cứ vào xem, muốn dỗ dành thì cứ dỗ dành, không phải con ruột của ông hả? Không phải cùng họ với ông sao? Bà kể tôi đi. Phí Đắc Càn thổ lộ nói một câu, cuối cùng nhìn không được đi vào phòng của Phí Nguyên. Phí Nguyên nằm trên giường quay mặt vào trong, đầu giường đặt ly nước. Phí Đắc Càn ngồi xuống bên giường, im lặng chốc lát rồi mở miệng hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Phí Nguyên trả lời, đỡ hơn chút rồi. Lâm Du Châu từ ngoài cửa bước vào trách móc, đỡ gì mà đỡ, đánh ra rồng nối này mà đỡ được sao? Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, xưa và đâu chỉ có mỗi con mình chịu tội. Sau này nếu còn phá chúng ta nữa, tôi sẽ tới tòa thị chính tìm ổng. Tôi không tin, không thể nói lý lẽ. Phí Nguyên khẽ nhúc nhích, nằm ngang ngửa mặt lên trên, lưng đau ê ẩm nói, ba em ấy nhập viện rồi, trông rất nghiêm trọng, chắc tạm thời không rảnh phá hai người đâu. Khựng lại một lát rồi mở miệng nói một cách khó nhọc, chúng con cũng không còn sau này nữa. Lâm Du Châu và Phí Đắc An nhìn nhau, nhất thời không nói tiếng nào. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Du Châu và lau người cho Phí Nguyên đo lòng nói, mày mới 7 tuổi, gặp được bao nhiêu người chứ? Cuộc sống sau này còn dài, rồi sẽ tìm được người thích hợp hơn. Vâng, con không sao. Phí Nguyên tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn cành lá rũ xuống của dây leo tình yêu. Ngày tháng sau này dài như vậy, có lẽ sẽ có người thích hợp với mình hơn xuất hiện. Nhưng liệu mình còn thích người đó như thế không? Ai mà thiếu đòn như Lộ Kha Đồng, đối lý còn tía lìa không chịu yên, kiếm chuyện xong lại hoảng sợ làm núng. Phí Nguyên thấp giọng cười một tiếng, cuối cùng không kìm được, hốc mắt hơi đỏ lên. Ăn cơm xong, Ôn Ngưng và Lộ Kha Đồng chờ thêm một lát. Lộ Nhược Bồi tỉnh lại chưa bao lâu còn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vì thế hai người trở về nhà, quả cáp ở nhà sắp hết chỗ đặt. Đa số đều là thuốc và đồ bổ mấy ngày nay được tặng. Ôn Ngừng cũng nhức cả đầu, chẳng nhớ cái nào do ai tặng. Lộ Kha Đồng đi từng chuyến dọn chúng vào phòng chứa đồ và phòng bếp hỏi, muốn cho ba con dùng không? Để mẹ chọn một cái, làm sao dùng nhiều vậy được. Ôn Ngừng đi lên lầu, vừa đi vừa nói, toàn là đồ tốt cả, cứ đem cất trước đi, ăn không hết thì đợi con lên lớp 12 dùng bồi bổ cơ thể. Khả Đồng nghĩ có lẽ Ôn Ngưng đã quên rồi, khi cậu lên lớp 12 sẽ không còn ai ân cần nấu đồ ăn cho cậu nữa. Ôn Ngưng mệt rã rời, tắm rửa xong đi ngủ, Lộ Khả Đồng dọn dẹp tất cả mọi thứ, có cái mở bọc cất vào ngăn tủ, tình cờ chú ý một lốc rượu thuốc, tổng cộng 3 chai. Tìm cái túi đựng rượu thuốc, cậu rón rén rời khỏi nhà, trên đường không nhiều xe lắm, cậu đợi một lát mới đón được taxi. Bác Tài, tới hẻm Lá Thu. Lần nữa nhắc tới nơi này, cậu buồn khổ tới mức suýt lạc giọng. Cả con hẻm đều tối đen, chỉ có ánh đèn lập lòe trong sân. Kha Đồng ôm 3 chai rượu thuốc đi vào trong, mỗi bước đều khiến cậu thở không nổi. Nằm tầng sâu trong cùng, bước lên bậc tam cấp chính là cửa sân nhà Phí Nguyên. Kha Đồng đặt rượu thuốc ở góc tường ngoài cửa, đoàn tựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống. Bầu trời trên đỉnh đầu có mấy vì sao, cậu ngồi ở đó dường như không còn cô đơn nữa. Bật di động lên, cậu bấm gọi nhanh số của Phí Nguyên. Phải nhận lỗi hay phải giải thích, cậu còn chưa biết thì tay đã nhanh hơn não. Nhưng chẳng đợi cậu nghĩ thấu đáo, bên trong nhắc nhở cậu không thể gọi được. Phí Nguyên đã chặn số cậu. Hai chân tê rần, Lộ Khả Đồng mò mẫm trong bóng đêm chậm rãi đi ra ngoài.
Con hẻm này tựa như trục thời gian, đánh dấu từng sự kiện một. Lần đầu tiên cậu tới đây là ngày đầu tiên hai người yêu nhau. Phí Nguyên bị sốt không tới trường, cậu trốn học tới thăm. Lúc đó Phí Nguyên đứng đầu hẻm tựa vào tường chờ cậu, và rồi dẫn cậu về nhà lần đầu tiên. Cậu đút cho Phí Nguyên ăn bánh bà xá. Phí Nguyên nói bà xá mua bánh ăn ngon thật. Hôm đó Phí Nguyên biết cậu và Khu Lạc Dân là bạn nối khố, cũng biết mưu tính trong lòng cậu. Cậu hùng hổ làm ầm ĩ mở màn cho lần thứ hai tới hẻm Lá Thu. Lần thứ hai tới đây là để nhận lỗi. Cậu ngồi một bên đống chậu hoa dưới chân tường ra điều đáng thương, hỏi Phí Nguyên, anh còn gặp bố với em không? Lần thứ ba tới đây Phí Nguyên đang trà chiếu. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa ăn đậu hũ sốt tương. Sau đó vì thiếu hai tấm hình mà dần lấy, bấy giờ mới biết Phí Nguyên đặt hình của mình ở dưới gối. Lần thứ tư là Lộ Nhược Bội và Ôn Ngưng ly hôn. Cậu thổ lộ bí mật của mình với Phí Nguyên. Phí Nguyên ôm cậu mãi tới khi trời sáng. Trước khi đi còn nói với cậu, ông trời đền bù cho em, để em sớm gặp anh. Lần thứ năm cậu mua gà chiên tới, phụ Phí Nguyên lau xe máy. Buổi tối Khưu Nhi mời mọi người đi ăn đồ nướng. Ăn xong trên con đường về nhà, cậu nói Khưu Nhi sắp đi, mẹ em cũng sắp đi rồi. Phí Nguyên nắm tay cậu nói, anh sẽ không đi đâu hết. Lần thứ sáu cậu gặp được ba mẹ của Phí Nguyên, còn cùng họ ăn cơm. Thật ra lúc đó cậu lén lút ảo tưởng, liệu những năm tháng mai sau có phải đều sẽ thế này không? Cậu tham lam quá rồi, muốn biến nhà của Phí Nguyên thành nhà của chúng ta. Lần cuối cùng cậu đọc xong thư của Kha Phạm, biết thân thể của mình, cậu tới đây muốn Phí Nguyên ôm mình một cái. Ra khỏi hẻm, tia sáng thì đã kháng hơn. Kha Đồng xoay người nhìn con đường vừa đi, muốn vẫy tay chào nhưng cứng đờ không nhúc nhích được. Con đường của cậu và Phí Nguyên đi xong rồi.